Thưa quý vị, tin đồn về việc Bộ Y tế sẽ xử phạt người độc thân vì không sinh con đã khiến mạng xã hội xôn xao những ngày qua. Và trong thông cáo báo chí phát đi chiều qua 27 tháng 8, Bộ Y tế đã chính thức bác bỏ thông tin này. Theo đó, Bộ Y tế khẳng định đây chỉ là tin đồn bịa đặt, không có thật và hoàn toàn không có cơ sở, cố tình xuyên tạc, gây hiểu nhầm, bức xúc trong xã hội. Trên mạng xã hội, sau khi Bộ Y tế chính thức bác bỏ thông tin xử phạt người độc thân, các fanpage, hội nhóm cũng đã chia sẻ lại thông tin này. Nhiều người dùng mạng xã hội để lại hàng loạt bình luận. Trong đó, cánh mày râu thở phào nhẹ nhõm. Mấy bữa nay sợ bị phạt tiền không dám ngủ luôn. Tí xíu nữa là tôi lên Facebook tuyển vợ rồi đó. Hú hồn. Các chị em gái thì nói đùa rằng có cơ hội để cuộc đời bước sang trang mới. Làm toát mồ hôi, làm tôi lật đật đi kiếm chồng. Sau khi Bộ Y tế khẳng định thông tin xử phạt người độc thân chỉ là tin đồn bịa đặt, không có thật, thì những ai chưa có người yêu, chưa có gia đình cũng chưa cần phải quá lo lắng, vội vã tìm kiếm nửa kia của cuộc đời và cũng chẳng phải viết đơn xin gia hạn thời gian độc thân đúng không ạ? Nhưng cũng từ thông tin bịa đặt này mà vấn đề độc thân ở Việt Nam trở thành vấn đề được bàn tán sôi nổi. Việt Nam đang chứng kiến tình trạng độc thân ngày càng gia tăng và nguyên nhân không chỉ đơn thuần là do các bạn trẻ muốn sống tự do hơn, còn nhiều lý do khác như khó khăn trong việc nuôi dạy con cái ở các thành phố lớn. Nhiều người cho rằng sống ở thành phố lớn giống như đi trên dây, từ việc tìm chỗ gửi xe cho đến việc nuôi dạy con cái. Tại sao lại như vậy? Đầu tiên, chi phí sinh hoạt ở các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội không phải là chuyện nhỏ. Giá cả leo thang khiến nhiều gia đình cảm thấy như họ đang trong một cuộc đua marathon, không có điểm dừng. Khi chi phí cho việc nuôi dạy trẻ ngày càng cao, không chỉ chi phí học hành mà còn cả chi phí cho những món đồ không thể thiếu như đồ chơi, sữa, quần áo và cả các khoản phí phát sinh khác. Có vẻ như việc nuôi con không còn dễ dàng như trước nữa. Cộng thêm vào đó, áp lực công việc cũng không hề nhỏ. Với một xã hội ngày càng phát triển, yêu cầu công việc ngày càng cao khiến nhiều người cảm thấy việc chăm sóc con cái là một gánh nặng, đồng thời với việc đạt được thành công trong sự nghiệp. Do đó, việc lập gia đình và nuôi dạy con cái có vẻ như trở thành một điều xa xỉ trong bối cảnh này. Quay lại vấn đề xử phạt người độc thân, dù thông tin này không có thật, nhưng nó đã khiến chúng ta phải suy nghĩ về vấn đề dân số một cách nghiêm túc. Bộ Y tế đã khẳng định rằng, thay vì xử phạt, họ đang nghiên cứu các chính sách hỗ trợ và khuyến khích người dân sinh đủ hai con để duy trì mức sinh thay thế. Chính sách này nhằm đảm bảo rằng chúng ta có thể duy trì sự phát triển bền vững của dân số trong tương lai. Thưa quý vị, và nói thêm về các chính sách, xin đừng quên là nếu quý vị thấy mình bị lôi kéo vào việc lan truyền tin đồn giả mạo về việc xử phạt, thì hãy cẩn thận. Theo quy định hiện hành, việc phát tán thông tin sai sự thật không phải là trò đùa. Nó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc bị xử phạt theo pháp luật. Vì vậy, hãy luôn kiểm chứng thông tin trước khi nhấn chia sẻ.